Chào bạn, mình hiểu rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà để chọn một cái đồng hồ nhiệt cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Và cái thứ hai nữa là khi mình đã mua cái đồng hồ rồi mà nó có cái vấn đề về canh nhiệt hoặc nó sai về canh nhiệt, thì trên tất cả các chủng loại đồng hồ bên mình cung cấp thì nó sẽ có tất cả các phương pháp chuyển, nhưng mà có thể anh em chưa dùng tới. Đây là một cái để mình chỉ cho các anh em để mà làm sao mình chuyển từ một cái can K hoặc là can T sang BT hoặc can K, cái can mà các bạn đang có. Nếu bây giờ ví dụ trường hợp đó là ở nhà các bạn là cái dây dò nhiệt 3 giây, mình nói vậy để cho nó dễ nha, 3 giây. Nhưng khi các bạn mua cái đồng hồ này, đồng hồ CH702, thì với cái mã CH702 thường thường mặc định của nó sẽ là canh ca, nó sẽ là canh ca, là canh ca. Khi các bạn ráp cái canh cái 3 giây ở nhà vào thì nó sẽ như thế nào, thì lúc đó mình sẽ xử lý như thế nào với trường hợp này, với trường hợp là mình không không đổi được đồng hồ chẳng hạn. Thì mình sẽ chỉ cho các anh em cái cách mà để mình set tất tần tật các loại can cho đồng hồ. Và có thể là nó không phải là một mã này, không phải là CH702, không phải là 402, hay là 102, nó sẽ dùng chung một phần mềm nên có thể là gần gần giống nhau hết. Anh em theo dõi kỹ từng chi tiết thì sẽ làm được. Thì ở trên thị trường nó có rất nhiều loại can, mình cũng nói sơ bộ về can. Can nhiệt thì các anh em không hiểu rõ thì mình nói là cái cây này là cái cảm biến nhiệt độ đi nha. Cảm biến nhiệt độ á, thì cái phần đầu này thực sự ra thì nó chỉ là để cho phù hợp với nhu cầu của bạn thôi, nó để cho phù hợp với nhu cầu thôi. Nghĩa là bạn đút vào trong cái phòng sấy để mình đo nhiệt độ, không dài ngắn khác nhau, không rồi mình đút vô trong cái bồn nước hay là bồn chiên dầu để mình đo được cái nhiệt độ trong cái dầu đó, hay là đo được cái nhiệt độ ở tại cái vị trí đó và cái môi trường đó, đúng không? Rồi còn một số loại nữa thì khi các bạn nhìn ở cái nhiệt độ cao hay là cái máy khác thì nó lại có những cái dạng như vậy. Thực sự đấy, cái này nó cũng là canh ca hoặc là BT, nhưng mà cái nhu cầu của khách hàng là như vậy. Cái này ở đây nó có một cái là khi khách siết vào ở nhiệt độ cao khoảng 800 độ C thì nên có cái bọc vỏ bọc inox. Cái thứ hai nữa là khi kéo dây đi xa thì cái sẽ tận dụng cái này, tận dụng cái hai cái dây này đó, nối vào đây, nối hai cái dây này về này vào đây nha. Rồi xong mình kéo cái dây về tổ điều khiển cho nó dễ, hay dễ thao tác, nó sẽ không bị vướng dây lùng bùng ha. Và mình sẽ hàn một cái măng xông 21, hàn một cái măng xông 21 vô thành thùng đó. Đó là miễn sao mà các bạn thấy phù hợp mà để chọn cho cái nhu cầu của mình được là được, không? Còn các bạn chọn sai thì mình sẽ có cách hướng giải quyết. Đó là chọn, khi mà chọn sai can thì mình có thể điều chỉnh được cái can trên nhiệt độ, vì trên một cái đồng hồ nhiệt nó sẽ nhận được rất nhiều can, rất là nhiều can, can K và BT là những cái can cơ bản trên thị trường. Còn khi mà can T hay là can S rồi là nó cái thị trường nó rất là khó. Rồi chú ý là mình sẽ đi vào hai cái can cơ bản ở trên thị trường hiện nay. Thì cái can này nè, nó cũng có can BT nha, nhưng mà cái đầu này ra này là ra 3 giây, ra đầu này ra mình ra 3 lần 3 giây ha. Thì như anh em thợ thường thường nói là ra cái loại 2 giây hay là loại 3 giây, thì cái loại 2 giây nó sẽ có cái can ri nữa, nhưng mà cái chủng loại ở châu Âu người ta sử dụng rất là nhiều, còn tại thị trường Việt Nam mình thì đa số là can ca. Và can ca với can ri vẫn sử dụng chung được nha, nhưng mà có nhiệt độ lệch nhất định. Rồi cái nữa là các bạn lưu ý là cái can này nó phải ở ngay cái vị trí mình cần dò nhiệt nha, cảm biến được cái nhiệt độ đó rồi nó đưa tín hiệu về, đưa tín hiệu về cái đồng hồ. Cái trên đồng hồ này nó sẽ thể hiện được cái nhiệt độ ở đó là bao nhiêu và mình cài đặt trên này. Rồi có một số bạn lại hỏi là cái đồng hồ nhiệt này điều khiển được bao nhiêu kW. Nó không điều khiển được kW nào hết nha, nó chỉ hiển thị và đá tín hiệu ra. Còn tín hiệu song song thì mình sẽ dùng SSR hoặc khởi động từ hoặc là một cái thiết bị khác để phù hợp để mình đóng ngắt cái phần đóng ngắt. Còn cái này nó chỉ là nhận tín hiệu từ đầu dò và cấp tín hiệu đầu ra cho một tín hiệu liên quan, chứ cái này nó không giải quyết được nha, đấu vô máy trong quá là nổ ngay, vì cái tín hiệu đầu ra của nó rất là âm, có chỉ 0.3
không chứ 3 ampere thôi. Rồi còn cái đầu SSR thì nó mình sẽ xài được hai cái hoặc ba cái SSR là xong, không xài hơn được nữa. Rồi mình đi sâu hơn về cái này thì cái với cái mã CH, với cái mã là CH702 bên mình, hoặc CH702, CH102 và RSC100, RSC100 và C này, các bạn thấy C700 nha, RSC700 thì những cái dòng này bên mình cũng cấp hết. Rồi tất cả cái này nó sẽ quy chung vào một cái cài đặt nhất định, đó là mình chuyển khi mình chuyển từ kênh K qua BT, vì kênh K là kênh mặc định. Rồi, thay vì mình nói là thôi mình chuyển từ kênh 2 giây qua loại 3 giây đi à. Rồi mình tiến hành làm nha. Đây thì rồi như các bạn biết nè, mình thường dùng thì mình sẽ dùng cái mã và 702. 702 là nó thể hiện cái gì? 702 là 7 là size 7272, nhưng cái lỗ của nó là 68 nha. Cái lỗ là 68 vuông. Thì các bạn sẽ thấy trên thị trường nó sẽ có 3 loại là 48 48 và 7272 và 9696. Đó là ba cái loại thông dụng, còn một cái loại là 9648 nữa, là cái loại là CH402. Thì anh em nào cứ có cái mã thì cứ liên hệ mình là ok. Còn không thì đọc cái lỗ này nè, đọc cái lỗ này, cái size này tụi em sẽ biết. À, đọc cái lỗ này, 68 là ok. Rồi. À, nhìn trên cái sơ đồ của đấu nối của cái đồng hồ này, này mình sẽ thấy nè, cái số 1, số 2 là cái nguồn nè. À, cái này về sẵn anh em đấu và để thay thế cũng được nha. À, mình biết cơ bản thì mình nó sẽ dễ hơn. Rồi 1 2 nè, không 1 2 các bạn cấp nguồn nha, nhớ để ý nha, vì cái 1 2 này với lại cái 17 18 nó chéo nhau nha, nên nó rất dễ có trường hợp là cấp nguồn với lại cái cấp cái dây dò. À, cấp nguồn với cấp dây dò vô nó sẽ lộn cái là nổ liền nha. Đây 17 18 các bạn thấy không, không rất giống nhau luôn nha. Đây trên 17 nè, 17 trên dây kênh K là 17 cộng nè, 18 trừ nè, mặc định đó là kênh K thì mình đấu kênh K trước nha. Mười bảy cộng 18 trừ đó, rồi xiết lại nha. Rồi mình cấp điện nha, em coi nè. Rồi cấp điện nè, rồi cắm điện kia, rồi mình cấp nguồn nha. Rồi mình thấy nè, rồi nhiệt độ nó nhận. À, cái này là ngưỡng 400 nè. Rồi cái nhiệt độ môi trường là 31 độ nè. Cái nhiệt độ cài đặt là 150 nè. Đây là nó đang nhận đúng nha. Đang nhận đúng. Rồi mình thử nhiệt nó có lên không. Nếu mà nó lên á thì nó sẽ đúng cái chiều dây. Còn nó không lên á đó, nó lên như vậy là nó đúng chiều dây rồi nha. Còn nó không lên, nó không đúng chiều dây thì nó sẽ chạy ngược lại. Các bạn đảo cái dây này là được. Xong. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ có các bạn sẽ chuyển từ kênh K này qua BT100 nha. Rồi mình nói sơ về BT100. BT100 có nghĩa là ở trên đầu này nó có một cái điện trở 100 ohm ở nhiệt độ 0 độ C. Thì mình đo ở trên cái hai cái một cái dây xanh một dây đỏ này là nó đúng 100 ohm. Còn nếu mà cái nhiệt độ môi trường thường thường các bạn đo nó sẽ là 113 tới 114 ohm. Cái số ohm nó sẽ thay đổi khi nhiệt độ thay đổi thì nó báo về tín hiệu rồi. Đó là cái sự khác biệt giữa kênh K. Kênh K là hai cái vật liệu kim loại khác nhau để tạo nên cái tín hiệu về, có số ohm cực kỳ thấp. À, nên là còn cái BT100 nó là tín hiệu 100 ohm ở nhiệt độ 0 độ C. Còn nếu nhiệt độ môi trường nó sẽ tăng dần hoặc giảm dần theo cái tín hiệu của cái con điện trở của ở trong một cái BT100 ở trong hai chỗ cái đầu dò này nè. Đó là tại sao nó là bởi BT100 và kênh K, hai cái khác nhau hoàn toàn. Rồi để set được cái này thì các bạn nhấn set cái này, các bạn theo dõi chậm nha, làm theo nha, nhấn set với lại cái mũi tên này, giữ nha. Giữ tới khi nào mà nó thấy chữ này nè, rồi đúng không, các bạn nhấn set cái nữa,
SL1. Quan trọng nha, SL1 nè. SL1. Rồi các bạn nhấn nó vô. Rồi các bạn thấy không? Nhấn lên 1. Nhấn lên 1. Xong. Rồi nhấn set với lại mũi tên này giữ nè. Rồi. Thì nó đã chuyển qua kênh BT. Nó đã chuyển qua kênh BT. Thì khi lúc đó mình ráp cái kênh K vô thì nó không nhận tín hiệu. Cái này là cái lỗi, là lỗi cái lỗi mất tín hiệu đầu vào nha. Cái này là mình thường thường là nó là đứt dây dò đó, là mất tín hiệu đầu vào. Thì đây là thường thường BT nó sẽ có một cái dấu chấm phía sau này với cái mã đồng hồ này. Cái một cái thao tác cực kỳ đơn giản nhưng mà giúp cho anh em chủ động được tất cả mọi thứ trong mọi cái môi trường chúng ta làm được hết. Rồi, xong, mình cắt điện cái nha. Rồi mình cắp cái BT 100 vô đi nha. Cắp BT 100. Rồi, xong, chờ tí nha. Rồi, anh em để ý nha. À, khi đầu dò 3 giây nè thì nó ở cái 16 17 16 17 18 đúng không? Thì cái 16 là cộng hai cái này là cái chung nè, mình đã qua đảo lại được không sao hết. Rồi, xong. Đây là cái can BT BT 100 nha. Rồi, mình cấp điện luôn. Mình coi. Thì cái nhiệt độ nó đã nhận lại bình thường nè, đúng không? Cái nhiệt độ thường thường nó sẽ có dấu chấm. Sẽ có dấu chấm. Rồi. À, mình thử cái nhiệt nó lên coi nó có lên không. À, do nãy mình thử rồi đó, nên là coi này nha, đây nhiệt độ nó tăng nha, nghĩa là cái tín hiệu nó nhận đúng. Còn các bạn muốn cài đặt về chuyên về những cái trước về CH702 hoặc là cái dòng RSC700, cái dòng CH702 với RSC700 này cái cài đặt mình cũng giống nhau nha, nên anh em cứ coi một dòng này là sử dụng tất cả cái dòng khác được. À, chỉ có những cái điểm đấu và những cái đầu ra nó khác nhau thôi. À, và cái size nó khác nhau. Rồi thì các em sẽ rất là dễ là thao tác. Rồi, đây là cái video mình tổng kết và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi từ một cái kênh cao qua BT. Thì tất cả cái nó đã thao tác xong. À, nhưng mà cái điều mà xảy ra sai thì không ai muốn. Thì nếu mà các anh em mua hàng thì nên lưu ý làm sao chọn cho đúng với lại cái mình dùng là ok nhất. Chứ còn lúc mình đổi á, thì chưa chắc là lúc đó mình nhớ cái đổi, hoặc là những cái tài liệu nó không có thì mình cũng rất là khó đổi. Và tại khách hàng thì nó lại khó nha. Thì trên cái tem này của đồng hồ này thường thường nó sẽ thể hiện nè cái ngưỡng nhiệt độ này, cái can nhiệt này, can K hay BT ngay chỗ này nè, và cái ngõ ra relay ASR nè, và cái nguồn của nó là 220V này. Bạn để ý trên cái tem này nha, để trên này còn có sơ đồ thì mình phải về mình nghiên cứu. Còn đa số là mình phải đây cái này, cái mã này, cái mã này này thì cái sơ đồ nó ra nó rất là dễ nha. Rồi, trên đây là cái hướng dẫn của mình, mong là giúp ích được các bạn trong cái mà việc mà chuyển đổi canh nhiệt trong những cái đồng hồ của bạn dùng. Rồi chúc các bạn thành công, nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của mình nha. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.